Ở nhà thì em sẽ làm cái món độc lạ, đó là đây là con cá này, con ếch. Cái ếch này làm món gì thì mời quý bà cô chú xem nha. Là món này này là món là cá ếch dưới là bia để sát khuẩn đó quý bà cô chú, rất ngon luôn. Bỏ cá với cái này đây trước đi, quý bà cô chú anh chị Hoàng. Bỏ này đây trước đi. Rồi sau ta đi vẽ mướp cho quý bà cô chú anh chị Hoàng. Rồi cái mướp đầu đó, cái gọi là nó khô á, có cái mướp nhỏ á, để em leo cây không? Ok, vẽ mướp. Quý bà cô chú nó theo dõi nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, đỡ cái bụng luôn. Làm như thế nào? Chú bà cô chú đó. Lắc bụng luôn. Có gì quý bà cô chú nhớ đăng ký theo dõi nha. Em sẽ làm những cái món ăn độc lạ ở miền quê của em. Tôi muốn bày ra là cái nước đó để em trình bày với quý bạn chú anh chị Hoàng chị sẽ để con cá vô rồi xong rồi ta tưới bia vô để cho nó ướt trong đây là quý bạn chú. Một khi ta nướng cái vỏ này lên thì bia á, thứ nhất là nó sát khuẩn, thứ hai nữa là mình sẽ dùng bia để mình rửa con cá cho thiệt sạch vô bộ chú, chứ là chơi sao mà cho tới mà. Rồi mời quý bộ chú chỉ bằng theo em. Dạ. Để làm mình ra đây. Để chơi sao một cái bộ chú. Chị các bạn. Banh cái mướp ra vương bận chú. Rồi, sơ nó dữ rồi. Mình cái này nó sơ nhiều quá quý bạn chú, mình không anh chị các bạn, mình không có thể mà ấy bằng tay được thì mình sẽ nhờ sự trợ giúp của cái dao. Ý nghĩa là gần đây nè, lấy cho hết của mình gần gần nè, nè mấy mướp này nè, nó có hột mướp nè quý bà cô chú, mình lấy mấy cái hột này ra đi để coi trồng lại nghe quý bà cô chú. Nó mướp này ngoài tác dụng ăn nó thơm ấy, nếu mà nó còn non á mình nấu canh này kia ok, còn mấy cái hột này nữa mình trồng nè, đem mình trồng lại. Còn cá nè, cái này chơi sang luôn nè, con cá nè quý bà cô chú anh chị bạn. Giờ này lon bia vì nó mới có mùi thơm đúng không chú, tại lý do sao ta làm bánh hay làm thức ăn người ta thường hay dùng bia hay rượu để người ta, thứ nhất là làm gì á là nó sát khuẩn cái này nha, con cá nó lâu hư lắm và nó cũng tạo ra mùi thơm nữa. Rồi xong bỏ con cá xuống đó. Ha.
Đó, đúng rồi, chú thấy đã chưa? Thấy quý bà con chú em đã nhúng lửa là rộng quý bà con chú, và em nói luôn cái clip này là em làm là mục đích là để giải trí, chứ em không có mà dạy ai làm cái điều này đâu quý bà con chú. Có gì thì tội cho em nha. Cái clip này là em không khuyến khích mà ai học theo hết nha. Để em cứ làm bình thường em tự ăn à, có gì em chịu. Nhưng quý bà con chú giờ em cũng sáng sớm có món lạ thôi. Nhưng quý bà con chú ăn trước mà đừng ai mà trước theo em nha. Đây, đây là kế bên là cây chanh nè quý bà con chú. Đó, vậy. Ôi có gì đó vô. Vô. Này nướng ra nữa giờ là mình bỏ da mà quý bà con chú cho nó thơm. Đó. À. Rồi, ở đây quý bà con chú. Trong thời gian đợi cho nó chín nhiều thì ta đi kiếm nè. Kiếm ớt rồi quý bà con chú. Anh chị các bạn. Đây. Là cái ớt này đây á, ở đây á, không biết dùng mấy quý bà con chú anh chị các bạn không biết sao ở đây là gọi ớt này là ớt Mỹ nha quý bà con chú. Nó rất thơm mà nó rất ngon, mà lý do không bán ra thị trường là do cái ớt này nó rất nhanh héo rồi quý bà con chú. Giờ đây mình thái nó. Đó. Thái luôn. Tại hồi là mình ăn á quý bà con chú là mình bỏ da mà, mình sẽ ăn thịt thôi. Bây giờ mình không có sợ gì hết. Rồi. Rồi xong. Tới bên đây là tận dụng cái gì rồi mình có làm cái đó nha, mà không có khuyến khích ai nha. Đây, không khuyến khích ai làm theo nha. Đây là ngồi gai. Nha. Đây là ngồi gai uống bọn chú anh chị bạn. Đây là mấy cái nó già lả lên gì nữa uống bọn chú. Đó. Đó, đã chưa? Đó, uống bọn chú thấy đã chưa? Bây giờ ở đây là tất cả có cái món gì là đưa vô cái món đó nè quý bà con chú. Ở đây là quế nè, cho mình cộng vô luôn cho mình thơm. Ở đây là sả nè, sả nè cho anh vô luôn là đủ món hết mà. Cá lóc nướng rồi bên cá ép, con này là cá ép uống bà chú. Rồi để vô và làm thập cẩm đủ món hết mà, đưa vô đây qua đây luôn. Đây sẵn đây có ớt, ớt này nó cái màu nó đẹp nè, nó đỏ nè, nó đỏ nè, đỏ bỏ vô luôn. Lá xanh nữa bỏ vô luôn. Đây là cây bằng lăng nha quý bà con chú, bằng lăng bỏ vô luôn nè. Chợ là thập cẩm mà nè. Đó, em không khuyến khích ai làm gì giống em nha, em nói trước. Dạ. Thì cái này nướng cho nó cháy lại uống bột tiếp hay sao. Đây. Không. Cái gì chị? Chị có đưa mày đâu. Đây. Đó, món này là độc quyền luôn quý ông bà ông chú. Thì xong rồi em mới nghĩ ra tiêu đề đặt cho quý ông bà cô chú. Em đang làm cái clip này thì em không biết đặt nó là cái gì nữa, nhưng mà em làm xong rồi thì em mới đặt tiêu đề quý ông bà cô chú. Rồi vậy đâu, thôi đốt cháy luôn nó. Xong tôi bỏ lên đốt cái này chắc nướng chắc cỡ một tháng mới chín rồi. Không tháng đâu bà cô chú, nó chơi thôi chắc cũng chơi cái vài tiếng á nha quý ông bà cô chú. Thì một thêm đây nó ông chú đây. Cái món này là không có biết mà đặt tên món gì nữa, em nghiên cứu với bà cô chú anh chị bạn. Đây là có cốc là để vô luôn nướng luôn. Anh chị các bạn, chỉ có lúc mà đứng mà đợi cái tác phẩm mình nó ra như thế nào và em ăn để em nói cho quý bà cô chú anh chị bạn biết là nó có như thế nào. Và đây nè, ở đây cũng có thêm một cái bông, đây là cái bông mà cái bông này quý bà cô chú là theo em nhớ không lầm á là người ta kêu artichoke đỏ nha quý bà cô chú. Artichoke đỏ nhé, ngắt luôn để là anh lên cho đẹp. Không cứ ăn vô có gì là em cứ nói trước luôn á, nói lỡ không khuyến khích ai học theo em nha. Nay có mấy cọng rau răng thái vô luôn, món này là nó dữ mà. Đó.
Đây, vô. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, uống mồi chú thấy đã không? Mình mất khỏi mất thời gian mình thổi uống mồi chú, em vô lấy cái quạt gió nè, quạt gió bằng điện nè. Đó. Thổi nè, đó, mày thứ gì chịu nổi uống mồi chú nè, quá đẹp luôn ha. Quá đẹp luôn nha. Đó, quá đẹp luôn uống mồi chú anh chị bạn. Này nè, nó thổi như cái máy nè uống mồi chú anh chị bạn, nó đây mà uống mồi chú thấy đã chưa? Quá cháy ngon luôn á. Đây uống bà cô chú anh chị bạn ơi, giấc này nó thơm ngào ngạt luôn nè. Đây nè. Rồi khói bốc lên nè, tàu ở đây nó thơm cái mùi mút tàu bốc hơn nè. Nhìn đã luôn á. Trời quá ngon luôn á bà cô chú. Bà cô chú anh chị các bạn xem tới cái đoạn cuối. À, một khi kết thúc cái clip này thì xem coi là món này ăn như thế nào và em ăn em sẽ mô tả cho quý ông bà cô chú anh chị các bạn về cái món này là em là cái món là độc lạ mà không biết đặt tên nha quý ông bà cô chú. Em sẽ để tiêu đề với quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Giờ món này chỉ có mình em làm thôi chứ em bảo đảm luôn trên thế giới này chưa ai là bao giờ làm món này nha quý ông bà. Ấy một bên là quý ông bà cô chú thì này là còn một bên ta chở qua nha quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Trang trí cho đẹp thôi, để cái mùi vị là quan trọng nằm bên trong. Đó. Đấy này cho nó có mùi nó bốc lên rồi. Em không khuyến khích ai làm giống em nha, quý ông bà chú em làm cái này là mang hình thức giải trí thôi nha. Mà em cũng ăn thử, có gì thì em chịu. Chứ em không khuyến khích ai mà làm giống em nha. Chú còn có bời đốt từ giờ nè, nói gì nè. Nướng bộ chú anh chịu ăn. Thời gian từ giờ nướng nửa tiếng hồ với bộ chú thì nó được như thế này nè, quý bộ chú anh chịu ăn. Đó. Cái này là gần chín rồi nha quý bộ chú. Khi nào có chín đó thì quý bộ chú đón xem chín nó như thế nào quý bộ chú anh chịu ăn. Dạ cảm ơn rất nhiều luôn nha. Thì ở đây nó tết bà nó khoét lỗ tết bà thấy chín cháy cá luôn quý bộ chú. Thôi không sao. Cháy cá luôn rồi. Mốt sao đúng bà quý bà cô chú anh chị bà bạn thấy cá đẹp không quý bà cô chú đấy em nói làm mang hình thức giải trí luôn quý bà cô chú em không khuyến khích ai làm nha em nhắc lại lần nữa nha chỉ là làm cho nó vui thôi quý bà cô chú anh chị bạn bắt cũng hết trái bắt cũng hết trái luôn quý bà cô chú. Đây, siêu cay, họ siêu cay luôn. Ớt cũng hết trái rồi. Suối chảy đây, ủa rồi chú rồi, nhớ ra, mày gò gầm, đó, mày gò gầm, qua đây cũng là chú chị bạn, thích bạn cá đi phục luôn. Sát xuống. Đây sát xuống. À. Các bạn tổ lum mi. Đó. Xong rồi mới vào chốt. Lại rồi. Này có đồ đổ á. Rồi. À. Chờ 5 phút đi lấy đồ đổ. Trời ơi, à. Ngắt thơm luôn mà nó hơi cháy hình quả nữa.
đây, đây quay đi, quay tiếp. Đây, quay chú, đây là cây nhà lá dừa nhiều quá không chú. Anh chị các bạn. Nó xui. Xui quá. Giờ mình lấy thêm đậu đỏ. Giác ra review chú vật chú xem ở đây, nhưng mà coi vô đây tác phẩm từ bây giờ. Bây giờ nó đen ở đây một chút nhưng cái bài này chắc nó còn ok lắm. Đó, đây là. Đó. Quá ok luôn quý ông bà chú này. Mà mình review thử cho quý ông bà chú. Đây, đây là còn gâu gâm. Gâu gâm đấy, đấy bên. Cầm tay luôn, bắt đầu em ăn thử ra mùi vị nó như thế nào cho mọi người cuốn cho chị bạn xem nha. Nhớ đừng ăn da nha quý một chú. Tại chỗ này có mấy cái ớt này kia đó, mình thấy mình chưa rửa, mình cứ lừa thịt mình ăn ở trong thôi nha. Rồi, mùi vị nè, chấm vô không quý mọi chú, chấm ớt rồi nè. Đó. Để miếng gầm vô nè. Ăn miếng rồi. Tóm lại là thơm rất ngon luôn các bà cô chú. Dạ, thì đây em review chung với bà cô chú ăn thử nha. Anh chị các bạn nha. Cá như nào nhớ đừng có ăn già nghe quý bà cô chú, tại mấy cái món mình hái trên cây về đó quý bà cô chú rồi mình không có rửa đâu. Mấy cái cây mấy cái trái ớt hay gì đó. Thấy không không rửa đâu, bây giờ mình bỏ ra mình chỉ ăn bên trong thôi nha. Đây chấm vô nè, miếng cơm nè. Thơm cái mùi vị đã lắm, cái mùi thuốc cay thật, cay nó siêu cay đó, siêu cay quá ngon. Thì quý chị em cũng kết thúc đây, cũng mong chú anh chị bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh Năng Lực Sống để cho quý chị em lan tỏa, để em làm những cái món ăn độc lạ mà cho quý bà cô chú anh chị bạn vui nha. Nữa cảm ơn rất nhiều, bye, xin chào mọi người, cảm ơn quý bà cô chú anh chị bạn.